Xin chào mọi người đến với Siêu Musashi Video Tutorial. Ngày hôm nay Siêu sẽ nói về Maya Polygon. Trước khi Siêu đi vô về Maya Polygon, Siêu sẽ nói về một chút về User Interface. Thì khi mà các bạn khởi động Maya lần đầu tiên thì các bạn sẽ thấy Maya của các bạn sẽ gần giống như Maya của Siêu. Hiện tại Siêu đang sử dụng Maya 2008 Extension 2. Đối với Siêu thì có một số bạn sẽ sử dụng Maya 2009, nhưng mà tôi nghĩ chắc sẽ không không có sự thay đổi nhiều về giữa hai cái tính năng của 2008 với lại 2009. Thì user interface của Maya thì từ Maya 8 trở đi thì gần như là giống nhau. Bên tay trái phía bên trên của Maya sẽ là những chuyên đề của Maya, những chuyên đề tính năng riêng của Maya, ví dụ như animation. Thì các bạn sẽ thấy từ phía trước của bảng Windows trở đi thì sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng mà phía sau Windows thì sẽ thay đổi. Nếu di chuyển qua Polygon, các bạn sẽ thấy nó sẽ chuyển qua chuyên đề Polygon. Nếu di chuyển qua Surfaces, nó sẽ chuyển qua chuyên đề của Surfaces. Thì ngày hôm nay Siêu sẽ tập trung về Polygon. Siêu sẽ nói về những thành phần sau này của Dynamic Rendering and Encode, nhưng mà mình cứ tập trung vô Polygon trước đi. Thì đây là những thanh công cụ chính chứa các tools của Edit Mesh. Thì từ Maya 8 trở đi, Polygon sẽ không còn được gọi là Polygon nữa mà sẽ được gọi là Mesh. Ví dụ như những cái phần mà mình nói chuyện ngày xưa thì mình sẽ nói dạ cái này là Polygon, rồi chuyển qua là Mesh, cái gì đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ gọi nó là Mesh. Tất cả những thanh công cụ liên quan đến Polygon sẽ nằm trong Mesh hoặc là Edit Mesh. Khi mà các bạn khởi động Maya lần đầu tiên sẽ có một số video của Autodesk nói về Move Tool, Rotate and Scale. Thì Siêu sẽ nói về những cái phím tắt đó. Ví dụ như bây giờ Siêu bấm vô một cái vật thể nào đó, Siêu bấm phím W, nó sẽ hiện ra Move là ngay chỗ này, Move. Lên xuống. Hoặc là mình bấm phím kế của W là phím E hoặc là I á. Phím I mình di chuyển lên xuống. Bấm Y thì chuyển thành Rotate là xoay á. Kế phím Y là phím R hay là phím R đó, dùng để scale, phóng to thu nhỏ. Đây là những shortcut mà các bạn cần phải biết trước khi mình đi thẳng vô trực tiếp vô Polygon Modeling. Bây giờ Siêu sẽ nói về đây là phần bên trái của Maya, đây là phần bên phải của Maya. Phần bên phải của Maya chứa đựng những thông tin liên quan đến vật thể. Ví dụ như bây giờ Siêu nhìn trên góc bên tay phải trên cùng, các bạn sẽ thấy ba cái nút. Nếu bây giờ Siêu bấm vô cái nút này, tắt nó đi và bấm trở lại, thì đây gọi là channel, còn đây gọi là layer. Thì layer, Siêu sẽ nói về layer trước đi. Thì Maya cũng giống như Photoshop một tí xíu về layer. Ví dụ giờ Siêu bấm vô cái nút này, Siêu sẽ tạo ra một cái layer mới. Thì layer các bạn có thể đặt tên của nó, đặt tên gì đó các bạn có thể tự tạo ra. Thì hiện tại bây giờ các bạn nhìn trên màn hình sẽ thấy có bốn vật thể. Tùy theo mỗi vật thể, Siêu sẽ tạo mỗi layer cho từng vật thể. Thì khi các bạn tạo ra layer rồi, các bạn phải gắn cái vật thể đó vô cái layer đó. Ví dụ giờ Siêu tắt đi và Siêu mở lại vô cái Broken Screw. Thì bình thường trong Photoshop, khi các bạn mở một cái layer nào đó, các bạn làm việc trên cái layer đó, cái hình mình thấy nó gắn vô cái layer đó, nhưng Maya hoàn toàn khác. Ví dụ như bây giờ Siêu có cái layer 1, Siêu mới vừa tạo ra layer số 1, Siêu tắt và mở, không có gì xảy ra trên màn hình. Nhưng nếu bây giờ Siêu bấm vô cái vật thể đó, Siêu chọn cái layer đó, Siêu bấm chuột phải và giữ nó, Siêu chọn Add Selected Object là cộng cái vật thể mình đang chọn vô cái layer này, và Siêu tắt và mở nó. Thì bây giờ cái vật thể mà mình chọn nó đã dính vô cái layer này, còn cái layer cũ thì sao? Nó hoàn toàn không hoạt động nữa. Như vậy, sự khác biệt giữa Maya và Photoshop là trong Photoshop mình tạo một cái layer, mình làm việc trên cái layer đó, cái gì mà mình làm việc trên cái layer đó nó sẽ dính vô cái layer. Còn ở trên Maya, khi các bạn tạo một cái layer, các bạn phải gắn cái vật thể đó vô cái layer đó. Giờ Siêu trở lại trước khi Siêu tạo cái layer. Oops, bây giờ Siêu sẽ nói về
Layer, bây giờ Siêu sẽ nói về Channel. Thì đây là những thông tin của Translate, có nghĩa là di chuyển đó. Di chuyển này, trái sang phải, các bạn sẽ thấy những thông số của nó thay đổi tùy theo trục tọa độ. Thì trục tọa độ hiện tại Siêu đang sử dụng là XYZ, thì các bạn sẽ thấy Translate XYZ thay đổi, ví dụ như Y, 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 X, 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 Z, 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 nó sẽ thay đổi. Thì cái này là translate, có nghĩa là di chuyển, là phím W nãy Siêu có nói. Hoặc là rotate là phím E hay phím E như Siêu cũng đã nói. Các bạn sẽ thấy nó thay đổi. Hay là scale. Giờ Siêu bấm scale là phím R, là phím R đó. Scale nó, thông số nó thay đổi. Thì những cái phần bên trên này á, liên quan với thông số bên trong của cái vật thể. Còn ở phía dưới là gọi history. History có nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ Siêu chọn cái vật thể này, Siêu bấm Ctrl D, Ctrl Ctrl D đó, Siêu copy nó, Siêu di chuyển nó ra. Giờ Siêu lấy cái vật thể này, Siêu làm một cái gì đó, ví dụ như mass extrude, Siêu extrude nó ra. Các bạn sẽ thấy cái broken screw mà Siêu mới vừa copy đó, nó có một cái history nó vừa tạo ra là extrude. Có nghĩa là cái vật thể này nó báo cho mình biết cái lệnh cuối cùng mà mình vừa làm, có nghĩa là lệnh extrude, trong khi cái lệnh mới không có gì hết. Thì history trong Maya nó cũng giống như trong Photoshop, nói như vậy có nghĩa là sao? Bất kỳ một cái hành động nào mình làm ra với cái vật thể nó sẽ lưu lại trong history. Thì các bạn muốn đi ngược trở lại thì các bạn có thể undo. Nhưng mà nếu mà các bạn delete history của nó, các bạn sẽ không thể undo được nữa. Thì nó cũng làm việc giống như trong Photoshop. Đó là Siêu nói về channel với lại history và layer. À, cái nút kế bên là cái nút công cụ. Mỗi công cụ mình lựa chọn. Ví dụ như bây giờ Siêu chuyển qua Move. Đây là thanh công cụ của Move Tool. Siêu bấm qua Rotate. Nó chuyển qua Rotate. Giờ sẽ bấm vô Extrude Option. Extrude. Sẽ phải chọn một cái face nào đó cái đã. Extrude. Sẽ bấm vô Edit. Extrude. Nó sẽ chuyển qua những cái phần liên quan đến Extrude. Thường Siêu không sử dụng cái bảng này. Siêu chỉ dùng Channel. Hoặc là Attribute. Siêu sẽ nói về Attribute later. Giờ Siêu sẽ chuyển qua Channel. Ngày hôm nay Siêu sẽ nói về Polygon. Thì trước khi đi vô tạo ra cái vật thể, tạo ra con ốc, Siêu sẽ giới thiệu một số thanh công cụ bên trong, ví dụ Extrude, Bridge, Pen Tool, Cut Faces, Split Polygon, Insert Edge Loop. Thì sự khác biệt những công cụ đó như thế nào? Thì trước khi đi tạo vô vật thể, bây giờ Siêu tạo một cái new scene. Mesh, create polygon. Mình đang làm gì với polygon? Đừng có chọn những subdivision hay nerve. Vô polygon, tạo một cái plane, scale cái plane bự hơn. Bấm phím số 5. Siêu sẽ nói về phím tắt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 layer. Sau này sẽ ngắn gọn thôi. Thì bây giờ Siêu sẽ đi vô history của nó. Giờ sẽ đi vô input. Siêu chọn subdivision width and height lên 10. Bây giờ Siêu sẽ nói về các phím tắt. Giờ Siêu chọn một cái sphere. Create polygon sphere. Siêu giảm cái subdivision của nó xuống, ví dụ như còn có 8 thôi. Siêu bấm phím W, di chuyển lên trên. F là focus, chọn vô vật thể đó. Giờ phím số 1 là gì? Phím số 1 là để mình xem là cái hình góc ở dưới dạng polygon. Phím số 2 mình sẽ thấy được dưới dạng proxy, có nghĩa là mình sẽ thấy polygon bên ngoài. Và smooth có nghĩa là vật thể đã được smooth ở bên trong, là được làm trơn tru rồi đó. Còn phím số 3 là mình chỉ thấy cái phần trơn tru nhưng mà mình không thấy được cái polygon bên ngoài, là mình không thấy được cái proxy của nó. Phím số 4 là gì?
Phím số 4 là mình xem cái vật thể dưới dạng wireframe, có nghĩa là dưới dạng lưới. Phím số 5 có nghĩa là mình xem vật thể dưới dạng shade, có nghĩa là mình thấy được cái shader của nó. Shader mình sẽ lấy ví dụ đi. Chuyển qua dạng tool. Have a shade. Để siêu resize cái window lại, nó tự bự quá. Đây là bảng shader, ví dụ như bây giờ sẽ chọn một cái blend. Sẽ bỏ vô. Chỉ chỉnh màu của nó. Ví dụ như xanh. Sẽ thích màu xanh. Thì bây giờ sẽ bấm phím số 4 là sẽ xem dưới dạng wireframe, sẽ bấm phím số 5 là sẽ xem dưới dạng shading. Còn phím số 6 là mình xem dưới dạng texture. Nhưng mà hiện tại bây giờ Si chưa có gắn một cái texture nào đó nên mình không thấy được. Phím số 7 là để xem vật thể dưới dạng có ánh sáng. Hiện tại bây giờ Si không có ánh sáng nào hết. Giờ ví dụ như Si tạo create light, directional light. Các bạn bây giờ sẽ thấy có ánh sáng rồi đó. Bây giờ Si bấm lại nha. Số 1 là mình thấy nó dưới dạng nguyên thủy. Phím số 2 dưới dạng proxies, mình có thể thấy wireframe với lại dạng smooth bên trong. Phím số 3 là mình thấy được cái dạng smooth của nó. Phím số 4 là mình coi dưới dạng wireframe. Phím số 5 là mình coi dưới dạng shading. Phím số 6 là mình xem dưới dạng texture, nhưng mà hiện tại bây giờ siêu không có texture nào hết. Phím số 7 là mình xem dưới dạng lighting. Là nếu mình bỏ ánh sáng vô mình sẽ thấy nó. Nếu bây giờ siêu tắt, siêu delete cái ánh sáng đi, các bạn sẽ không còn thấy ánh sáng nào nữa. Dẹp siêu, siêu bấm lại phím số 5 với dạng shading bình thường. Siêu nhắc lại một số phím tắt khác mà mình đã vừa học là phím W là di chuyển, phím E hay phím E là rotate, phím Arrow hay phím R là scale. Đó là những phím tắt mà mình cần biết. Siêu sẽ dừng video chỗ này để biên tập lại và sẽ gặp các bạn ở video lần tới, nói về chi tiết về các công thanh công cụ trong Mesh và Edit Mesh.